Sẽ ra sao nếu các siêu nhân đỏ trở nên đen tối? Trong movie Hurricaner 10 năm sau, để cứu cậu bé Tenkai khỏi Jakarta Bato Zerunba, Yosuke buộc phải trở thành tên khủng bố Hurricane Dog và đánh cắp huy chương Shinobi của đồng đội. Cuối cùng anh bị bắt bởi Nanami và Kota. Sau khi được thông não, Yosuke đã trở lại phe chính nghĩa và cùng đồng đội lên đường để giải cứu Tenkai. Trong movie Gosaiser vs Shinkenger, Burajira đã nhử được Takeru và bắt cóc tẩy não anh, biến anh thành Gedo Shinkenred để bán hành cho Gosaiser. Hắn bắt Takeru mở phong ấn của Gosei Warudo, nhưng Alata đã đến và sử dụng đòn tấn công lửa được truyền từ Kaoru để giúp Takeru thoát khỏi sự tẩy não của hắn. Trong tập 44 của Tokyo, chủ tịch tiết lộ rằng Raito đã hấp thụ một phần bóng tối của Zetto và đã tạo ra sự cộng sinh giữa họ, khiến Raito biến thân thành phiên bản đen tối của Tokyo Ichigo. Dù được bao bọc bởi sức mạnh của bóng tối, nhưng Raito vẫn bị Zetto đánh bại. Bất ngờ, các Tokyo khác đã quay lại giúp đỡ Raito và trận chiến cuối cùng bắt đầu. Trong movie Ninja vs Tokyo, Dark Doctor Maburo đã hợp nhất 3 ninja hắc ám và Takaharu lại để tạo ra Dark Ninja cuối cùng. Dark Aka Ninja, Takaharu đã bị tách ra và có nguy cơ biến mất mãi mãi. Cuối cùng thì hắn cũng bị đánh bại bởi các ninja.